Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Được làm con cái của Đức Chúa Trời là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ nhận được tình yêu, sự bình an và biết được ý nghĩa thực sự cuộc đời mình. Chúa luôn chào đón và sẵn sàng nhận chúng ta làm con cái của Chúa và trở thành thành viên trong đại gia đình của Ngài. Hôm nay, ngày 12 tháng 11 năm 2023, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Carolyn Fraser qua chủ đề Được làm con của Chúa. Vào dịp lễ Giáng sinh năm trước, tôi được gặp một cô bé mồ côi ở trại trẻ mồ côi tại nước Nga. Khi tôi nhìn thẳng vào mắt cô bé hỏi tôi rằng: "Con có thể gọi cô là mẹ được không?" Mắt cô bé muốn nài nỉ tôi đồng ý cho thỉnh cầu của mình. Đó thực sự là một trải nghiệm vô cùng mới lạ đối với tôi. Tôi chưa bao giờ kinh nghiệm được niềm vui có con sẽ như thế nào. Tôi dành trọn thời gian để hoạt động trong mục vụ và tham gia nhiều chuyến hành trình truyền giáo ở khắp nơi trên thế giới, nên tôi nghĩ rằng mình khó có cơ hội được làm mẹ. Nhưng Đức Chúa Trời lại có chương trình khác cho tôi. Khi nghe cô bé hỏi vậy thì lòng tôi lại nặng trĩu. Vì là trẻ mồ côi nên cô bé không có gia đình hoặc người nhận nuôi. Cô bé hy vọng một ngày nào đó cha mẹ ruột sẽ đến đón cô bé về nhà hoặc có thể được nhận nuôi trong một gia đình yêu thương cô bé. Thú thật thì tôi không phải là con người hoàn hảo. Tôi không thể nào nhận nuôi một cô bé một cách chính thức được. Tôi tự hỏi mình rằng liệu tôi có thể yêu thương cô bé bằng tình yêu mà cô bé đáng được nhận, hoặc tôi sẽ làm cô bé thất vọng như bao nhiêu người khác không? Tôi không chắc mình sẽ đảm đương được nhiệm vụ này, nhưng tôi nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng luôn luôn ở cùng và Ngài sẽ chỉ dẫn cho tôi. Chúng ta được sinh ra trong một thế giới đầy tan vỡ. Chúng ta luôn luôn khao khát mọi điều tốt đẹp đến với mình. Nhưng khi chúng ta đến gần bên Đức Chúa Trời, thì Ngài sẵn sàng chào đón chúng ta. Chúa là Đấng sẵn sàng nhận chúng ta làm con vì Ngài là cha tuyệt vời của chúng ta. Lời Chúa trong Giăng nhất chương 3 câu 1 nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta thuộc về một gia đình mới, tức là thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Sở dĩ thế gian không biết chúng ta vì thế gian không biết Ngài. Tội lỗi khiến chúng ta xa cách Đức Chúa Trời, nhưng khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ là Đấng cứu chuộc của mình, thì chẳng những chúng ta được tha thứ mà chúng ta còn thuộc về gia đình của Ngài. Là con cái của Chúa thì Ngài muốn chúng ta được gần Ngài hơn. Sứ đồ Phaolô đã viết điều này trong sách Roma chương 8 câu 15. Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta gọi rằng Abba, Cha. Lời Chúa giúp chúng ta không còn sống sợ hãi, nhưng chúng ta được trở thành con cái của Đức Chúa Trời và được gọi Ngài là Cha. Khi tin nhận Chúa, chúng ta nhận được một đời sống mới. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Từng ngày trôi qua, Chúa muốn chúng ta giống Ngài càng hơn. Quay trở lại chuyện tôi với cô bé mồ côi đó, tôi đã quyết định nhận nuôi cô bé. Khi nghe tôi báo tin vui này, cô bé vui mừng và nhảy vào vòng tay của tôi và nói rằng: "Mẹ ơi, con yêu mẹ." Tôi không biết tương lai của chúng tôi sẽ như thế nào, nhưng tôi biết rằng Chúa luôn có chương trình tốt nhất dành cho chúng tôi. Qua những điều đã xảy ra, tôi thật lòng biết ơn Chúa vì Ngài luôn nhận lời chúng ta trong ý muốn tốt lành của Ngài. Tôi mong rằng các bạn cũng chạy đến trong vòng tay Chúa để nhận lấy niềm vui và hạnh phúc đầy trọn trong Ngài. Hãy sẵn sàng thưa vâng có con khi Ngài mời gọi chúng ta làm con cái của Ngài để gia nhập vào gia đình của Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì từ khi con nhận Ngài thì con được trở nên thành viên trong đại gia đình của Đức Chúa Trời. Ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con chính là ngày con được gọi Ngài là Abba, là Cha. Xin Chúa giúp con luôn sống với lòng biết ơn Chúa, bày tỏ tình yêu và chia sẻ về Chúa đến cho mọi người, để họ cũng trở nên con cái của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến,
Hết thảy chúng ta là anh em trong đại gia đình của Chúa, nhưng vẫn còn rất nhiều anh em của chúng ta chưa biết đến danh Ngài. Vì vậy, hãy luôn nói về Chúa và chia sẻ với mọi người xung quanh bạn về Cha Thiên Thượng của chúng ta. Hãy dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện đặc biệt cho họ và mời họ đến tham dự các buổi nhóm thờ phượng, những chương trình thông công nhóm nhỏ và tận dụng mọi cơ hội để họ được biết về Chúa. Làm con vua thánh trên trời, tình yêu ấy không hề phai. Đức nhân từ thương xót có dư dật luôn. Dẫu tôi đi tới nơi nào, đường rồng tố hay hiểm nguy, cánh tay Ngài dẫn đưa an toàn nào sai. Tôi yêu Giê-xu muôn đời, tôi thuộc về vua chí cao. Trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ. Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng mừng nghe Chúa kêu gọi tôi lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang. Làm con vua thánh trên trời, lòng tình hứa ngôn ngàn xưa, chúng ta cùng nhau sống mãi trong nhà Cha. Là trong nước thánh trên trời, ngày vui ấy không còn lâu. Khi cuộc đời khó khăn dương trần tân trung, tôi yêu Giê-xu muôn đời, tôi thuộc về vua chí cao. Trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ. Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng mừng nghe Chúa kêu gọi tôi lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang. Làm con vua thánh trên trời, lòng tình hứa ngôn ngàn xưa, chúng ta cùng nhau sống mãi trong nhà Cha. Là trong nước thánh trên trời, ngày vui ấy không còn lâu. Khi cuộc đời khó khăn dương trần tân trung, tôi yêu Giê-xu muôn đời, tôi thuộc về vua chí cao. Trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ. Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng mừng nghe Chúa kêu gọi tôi lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang. Tôi yêu Giê-xu muôn đời, tôi thuộc về vua chí cao. Trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ. Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng mừng nghe Chúa kêu gọi tôi lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang. Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng mừng nghe Chúa kêu gọi tôi lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang. Quý thính giả thân mến, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thật vui được đồng hành cùng quý thính giả khắp nơi trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Tôi đang ở tiểu bang Colorado. Mỗi sáng sớm đều nghe One Way Radio. Đây là món ăn tinh thần rất là bồi bổ cho tâm linh của tôi, cũng như được thưởng thức những bài thánh ca rất tuyệt vời. Tôi cũng đã share ra cho rất nhiều người chương trình này. Chân thành cảm ơn One Way Radio rất nhiều.
và nguyện xin Chúa ban phước dư dật và tiếp trợ trên quý vị luôn. Thật cảm ơn Chúa, những công khó trong Chúa không bao giờ là vô ích khi từng bước Ngài sử dụng chương trình tỉnh nguyện hàng ngày để đem đến ích lợi cho hội thánh Chúa khắp nơi. Lời Chúa trong chương trình hôm nay cảm động quý thính giả điều gì không? Hãy cậy ơn Chúa và bước đi trong năng quyền của Ngài để thực hành điều Chúa nhắc nhở nhé. Và hãy chia sẻ cùng chương trình những kinh nghiệm tươi mới của quý vị. Thân chào và hẹn gặp lại!